Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, không khí lạnh về đã khiến cho miền Bắc giảm nhiệt trời lạnh. Sự thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Dự báo chiều nay miền Bắc có mưa nhỏ, trời lạnh. Nhiệt độ tại Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái không quá 23 độ. Giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột sẽ khiến cơ thể kém thích nghi, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ra ngoài nên giữ ấm đầu, cổ và bàn chân, hạn chế tập thể dục buổi sáng sớm để tránh nguy cơ bị đột quỵ, tai biến mạch máu não.